Lúc 1 giờ chiều ngày 5 tháng 4 năm 2015, tại thư viện Evergreen, buổi họp đầu tiên của ban tổ chức đại nhạc hội Cảm ơn Anh kỳ 9 với sự tham dự của nhiều đại diện hội đoàn các đoàn thể đã diễn ra. Có mục đích cho buổi họp, ban tổ chức hôm nay sẽ trình bày nội dung công tác và tiến hành chuẩn bị đại nhạc hội Cảm ơn Anh kỳ 9 ở tại Bắc Cali. Xong đó họp hôm nay để mà thảo luận phân chia trách nhiệm, thích ứng với các hội đoàn hay nhóm cá nhân thiện nguyện. Thưa với lại niên trưởng, nếu có một điều gì đó để nói với các hội đoàn hay là nói với cư dân của thành phố San Jose thì niên trưởng sẽ nói gì về cái đại nhạc hội Cảm ơn Anh kỳ 9 này? Kỳ 9 này thì cũng mong tất cả các hội đoàn và truyền thông báo chí và đồng hương ở tại San Jose này, cũng như lần thứ 3 và lần thứ 7 kỳ rồi, đã cũng nhờ tất cả quý vị có công lao góp đóng góp mới cái sự thành công được mỹ mãn, thì mong kỳ này của quý vị cũng có đưa ra tất cả những cái sự yểm trợ, mong cái ngày đại nhạc hội Thu Phái Binh kỳ 9 được hoàn hảo. Sau nghi thức chào cờ khai mạc, cùng dân ơi quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc kỳ thời sống, vì tương lai quốc dân cùng sông pha với tên công dân ơi. Mong đến thần dưới cờ công dân ơi, mong đoàn cho gói vờ thoát cơn tàn pha bé bạc, đời sống xứng dân nghìn năm đồng nhau là hồng. Động nguyện Hồng Tuyền cùng một số anh em trong ban tổ chức đại nhạc hội Cảm ơn Anh Người Thương binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ 9 tổ chức tại San Jose ngày 12 tháng 7 2015, hưởng ứng sự tích cực và các hội đoàn đã hồi đáp tham gia trong tổ chức, tôi xin mạn phép ban tổ chức để tuyên đọc những hội đoàn đã nhiệt tâm đến tham dự ngày hôm nay. Thưa quý quan khách, kính thưa quý hội đoàn, cơ quan truyền thông và báo chí, trước hết chúng tôi thay mặt ban tổ chức gửi đến quý vị lời chào mừng thân ái. Chúng tôi hy vọng rằng với sự công tác như vậy và sự công tác của tất cả quý vị đây, đại nhạc hội sẽ đạt đến kết quả rất tốt đẹp. Trong buổi họp, ban tổ chức đã trình bày nội dung công tác đã và sẽ tiến hành, việc chuẩn bị cho đại hội, thảo luận, ghi danh và phân chia trách nhiệm thích ứng với hội đoàn, nhóm hay cá nhân thiện nguyện. Và sau cùng là phần đóng góp ý kiến. Chúng tôi sẽ đảm nhận tất cả những cái trách vụ mà ban tổ chức đã sẽ giao phó cho chúng tôi theo cái khả năng mà chúng tôi có thể làm được. Dịp này, ban tổ chức đã thông báo khác với kỳ đại nhạc hội Cảm ơn Anh kỳ 3 năm 2007 hay kỳ 7 năm 2013 mà Bắc Cali là trưởng ban tổ chức. Đây là đại nhạc hội kỳ 9 mà ban tổ chức gồm có Hội Tương trợ Thương phía binh Việt Nam Cộng hòa Bắc Cali, Hội Thương phía binh Quả phụ Việt Nam Cộng hòa Nam Cali, Đài truyền hình SBTN cùng chung sức thực hiện. Và đặc biệt, đại nhạc hội kỳ 9 đánh dấu tròn 40 năm Người Thương phía binh Việt Nam Cộng hòa phải lay lắt sống bên lề xã hội dưới chế độ cộng sản. Ban tổ chức càng dốc sức nhằm tỏ lòng tri ân sự hy sinh Cảm ơn Anh Người Thương phía binh Việt Nam Cộng hòa. Tôi không thể nào quên những người đó được khi mà bưng ẩm họ lên bỏ trên trực thăng từ ở Hoài Ân, Hoài Nhơn mà trở về bệnh viện. Tới ngày giờ này khi chở lên đó chừng 10 người ở trên chiếc máy bay CNC của tôi, anh em bị cái người gãy tay, người gãy chân, thì có một việc kêu la quá thì anh khoa già của tôi đó mới chích cho một người, mấy người đó một mũi cocaine, xong xuôi rồi cho hút thuốc. Nhưng mà cái chuyện đó tới ngày giờ này tôi không quên được. Cái anh mà bị bệnh nặng nhất đó, khi hút cái đó thuốc, anh hít vô rồi anh thở chưa hết ra được, hết cái hơi thở, những làn khói còn quyện ở trên cái môi thâm xì của anh vì thuốc xuống đỉnh. Anh mỉm cười ra thì cất gục cái đầu qua một bên. Quý vị có thể quên được cái đó không? Tôi không quên.
Tới ngày giờ này tôi đã 84 tuổi, tôi vẫn còn biết còn đi tham quan cuối cùng. Được biết, thời gian tổ chức là Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2015, từ 12 giờ trưa đến 7 giờ chiều, và địa điểm là tại sân vận động trường Trung học Yababiona, Nghê Lữ, tường trình từ San Jose. Chào mừng quý vị đến với chương trình Cà phê tối của truyền thông Trước Quốc Thế. Thưa quý vị, sự mất mát một phần thân thể của người lính Việt Nam Cộng Hòa là có chính nghĩa khi họ đứng ra bảo vệ Tổ quốc. Họ hãnh diện vì điều này. Ông phê bình Lê Thuật đã chia sẻ với chúng tôi như vậy. Ông phê bình Lê Thuật nói thêm, ông tình nguyện đi lính vì lý tưởng. Chú bị thương năm 1975, là khi chú nhảy toán là chú là bị vướng một quả mìn. Cái lính của chú là cái lính trinh sát, là đi nhảy toán về những cái vùng núi hẻo lánh. Khi chú bị thương rồi chú cảm thấy nó rất là khó chịu, bởi vì mất mát cái phần thân thể thì không ai mà chịu được cái đau trong cái mất mát này. Nhưng mà mất mát là vì là cái tổ quốc mất mát về cái lý tưởng thì chú không có buồn, chú không có hối hận cái gì. Nhưng mà chú cũng thêm một phần nữa, chú bước trước khi mà chú bước chân ra lính vào cái thời năm mới 16 tuổi. Bởi vì chú là người tình nguyện đi lính, tình nguyện ra đi để mình giữ gìn cho đất nước Việt Nam mình, là một cái cao cả của bản thân mình. Còn mất mát cái thần thân thể mà nó đi theo đuổi với chú một quãng đời còn lại cho tới ngày hy sinh, ngày chết, chú cảm thấy chú rất là hãnh diện. Hãnh diện vì chú mất mát, có nghĩa là chú mất mát cái thân thể chú không có phải là vô nghĩa. Suốt một đời chú không hối hận. Dù chú nghèo, chú khổ, chú bất cứ chú làm một cái môi trường gì để mà mình tranh sống, đó là mình tự mình phải làm để mình kiếm cái mưu sinh cho mình, không dựa vào ai. Kể từ năm 1975 cho tới là năm 90 thì chú rất là bi quan, nhưng mà trong đầu của chú nghĩ lúc nào cũng vẫn là Việt Nam Cộng Hòa. Tuy rằng đất nước đã mất rồi, nhưng mà trong đầu của chú chỉ có ba chữ Việt Nam Cộng Hòa, chỉ có mấy chữ này thôi, không bao giờ đánh mất những cái chữ đó đối với chú. Tinh thần của người lính Việt Nam Cộng Hòa là sẵn sàng hy sinh thân mạng để bảo vệ Tổ quốc. Cho dù đã 40 năm trôi qua, nhưng số quân luôn khắc sâu trong lòng mỗi người lính. Ông Lê Thuận cho hay. Cái tinh thần và chiến đấu của một người lính là chỉ biết thắng, không biết bại. Đó là một tâm hồn của người lính. Biết thắng không biết bại, thà hy sinh, biết rằng tới đó là chết nhưng mình vẫn phải tới. Tới để làm gì? Tới để mình giành lại những cái phần đất của mình. Chú bảo vệ cho đất nước mình, chú có quyền bảo vệ. Nhiều ông không còn nhớ gì nữa, nhưng mà chỉ có cái số quân này nhớ. Thì cái số quân là một cái quân lực của Việt Nam Cộng Hòa thì không bao giờ quên. Bởi vì cái số quân là cái số mạng của mình. Chẳng hạn như là cái này. Cái tấm này là cái mạng của mình. Mình chết thì nó còn có cái tấm này đem về tới gia đình mình. Nếu cái xác của mình mất đi, cái xác mình còn thì nó cũng vẫn còn về tới mình. Ngày xưa như chú đeo cái tấm này là một tấm là ở cổ, một tấm là ở đôi giày. Bay cái đầu thì nó phải rớt cái tấm thẻ bài, thấy không? Thì nó còn cái giày. Nhưng mà bay cái chân thì nó còn cái đầu. Thì bắt buộc là coi như đằng nào nó cũng phải có một tấm thẻ bài đi theo cái bản thân mình. Thì cái số quân nó đi theo với cái mạng mình, Việt Nam Cộng Hòa. Và trong đó là kèm theo một cái tinh thần của mình để đứng ra giành lại cái tổ quốc và đất nước của mình. Đa phần quý ông phế binh cho biết, từ sau năm 1975, họ sống trong một xã hội bị miệt thị, khinh rẻ. Thế nhưng cũng có một số người hiểu, thấu cảm được nỗi đau ấy và đã thể hiện sự quan tâm. Đó là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời họ. Ông phế binh Lê Thuận tâm sự. Thì cũng được nhiều bạn bè, họ rất quý trọng
họ rất yêu thương. Thì từ cái phần đó mình cảm thấy mình có cái nguồn an ủi. Mà kể từ ngày hôm nay cảm thấy một cái nguồn an ủi lớn. Lần đầu tiên đến đây thấy những cái chữ tri ân quý ông Thương Thế Binh. Và có những cái hình ảnh lính, chú cảm thấy nó hầu như là chú được sống lại. Chú được sống lại kể từ đó. Việc tầm soát sức khỏe là một trong chuỗi các hoạt động tri ân quý phế binh Việt Nam Cộng Hòa của dòng chú Cứu Thế. Ngày 9 tháng 1 năm 2015, quý cha dòng chú Cứu Thế đã quy tụ gần 110 quý phế binh để tầm soát bệnh. Đây là đợt khám lần thứ tư. Từ sáng sớm, nhiều quý phế binh đã có mặt tại sân nhà hiệp nhất dòng chú Cứu Thế Sài Gòn. Trên khuôn mặt của họ lộ rõ nét mặt háo hức, vui tươi khi được quý cha dòng chú Cứu Thế, quý y bác sĩ và quý ân nhân quan tâm đến sức khỏe. Quý ông phế binh cho biết, trong những lần gặp gỡ này, họ như sống lại một thời trai trẻ. Họ có cơ hội trò chuyện, ca hát với nhau sau gần 40 năm, dường như bị bỏ rơi. Kết quả trong đợt tầm soát bệnh lần này cho thấy, nhiều quý ông bị sỏi thận, cửa mắt, thính lực kém. Đặc biệt, có một quý ông bị bệnh xơ gan và đã chuyển sang giai đoạn ung thư. Bà Kim Tuyết, phu nhân ông phế binh Nguyễn Tấn Bùi cho biết. Bác đi hành quân là bác bị thương ở trận Cà Mau, là bị cục hai chân một cánh tay đó. Năm 69, chứ là chú bị xơ gan, thì bị tai biến, tim hở van ba lá, hết 2/4. Rồi túi mật cũng đầy sỏi, có cái khối u 40mm ở nằm ở bên vùng gan phải. Vì vậy cho nên mà cái khối u đó là ác tính, diễn tiến của ung thư. Và hôm nay xét nghiệm lại thì nó cũng giống như tương tự như các bệnh viện khác khám là chú đã bị như vậy rồi. Và bây giờ ở đây bác sĩ cũng nói rằng mình chỉ chấp nhận thôi. Thời gian thì bác sĩ cũng nói chắc có lẽ cũng không còn bao lâu. Và cảm ơn cái chương trình ở đây nhà thờ đã giúp đỡ. Sau khi đã tặng cho anh một chiếc xe lăn ấy, thì các anh về hỏi rằng các con mà áo xanh là những ngày ai, thì cô phải lấy cái niềm an ủi đó cũng nói là con của những người lính. Thì anh nói là giờ phút cuối cùng cho dù anh có mất đi thì anh vẫn thấy là đây là một niềm vui. Rồi hôm nay anh đi như vậy là anh rất là an tâm, nhưng anh không biết là sự việc gì nó sẽ xảy ra là anh không biết. Với trường hợp bệnh nặng và đặc biệt này, cha giám tỉnh dòng chú Cứu Thế Vinh Sơn Phạm Trung Thành nhấn mạnh, quý cha dòng chú Cứu Thế sẽ đồng hành với họ trong việc chữa trị thông qua bảo hiểm y tế. Một cái giải quyết chung mà chúng ta đã chọn lựa đó là mua bảo hiểm y tế cho các anh. Rất nhiều, có nhiều anh được nhờ cái bảo hiểm y tế đó mà chi trả được những món tiền khá lớn. Và chúng tôi cũng thấy rằng là với cái bảo hiểm y tế đó thì chúng tôi muốn đẩy các anh tiếp tục đi theo con đường bảo hiểm y tế để mà được chăm sóc sức khỏe một cách tận tình hơn. Rồi thì tôi cũng vừa nghe một cái phản ảnh không biết là nó thật đến đâu và nó như thế nào. Tức là sẽ không có bảo hiểm y tế cá nhân nữa mà là người ta buộc phải là bảo hiểm y tế cả gia đình. Thì đây là một cái thông tin mà tôi vừa nhận được thì không biết là chính xác đến mức độ nào và ra sao thì... Nhưng mà tôi tin rằng là không bao giờ chúng ta bị nghẽn lối, chúng ta sẽ có cách giải quyết. Còn những trường hợp mà bị nặng hơn, ví dụ như là cần phải đi nội soi tai hoặc là đi mổ cầm mắt hoặc là tiếp tục tầm soát kỹ hơn về ung thư chẳng hạn, thì chúng tôi sẵn sàng đồng hành với các anh để mà nâng đỡ các anh đến nơi đến chốn. Chúng tôi chỉ là những người mà thực hiện thôi. Còn đằng sau lưng của chúng tôi là rất nhiều người yêu thương các anh, rất nhiều người tri ân các anh, rất nhiều người yêu mến các anh. Họ đã chia sẻ cái mồ hôi nước mắt của họ để cho các anh có những món quà là ơn huệ mà Chúa ban cho những con người đó, và những con người đó chia sẻ cho các anh. Và chúng tôi chỉ là những người mà thực hiện, thì tôi tin rằng là Chúa không để chúng mình nhẽn lối, nghĩa là Chúa có cách nào đó, Chúa hướng dẫn anh em mình để anh em mình có thể phục vụ những người đau khổ. Bởi vì Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn niềm vui tin mừng thì đức tin của người Kitô hữu nó gắn với người nghèo, gắn với người bị bỏ rơi.
và ngài khẳng định như vậy, không có chuyện tách ra được. Ngoài ra, nhiều ông cũng nhận xét rằng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời họ được bác sĩ khám bệnh một cách ân cần, tận tình và cảm thấy được trân trọng. Thế nhưng, chính trong sự gặp gỡ quý phế binh, các y bác sĩ và tình nguyện viên đã gặt hái được nhiều niềm vui. Cha giám tỉnh dòng chú quốc thế Vinh Sơn Phạm Trung Thành chia sẻ. Những cái cuộc tiếp xúc giữa bác sĩ với anh em, mỗi bác sĩ đã có ít nhất 5 phút cho từng bệnh nhân. Điều này là một điều hoàn toàn không thể có trong xã hội Việt Nam ngày nay. Là nhiều anh thư phế binh đã nói với tôi rằng là chưa bao giờ trong cuộc đời của anh được một người bác sĩ mà ân cần thăm hỏi lâu như vậy. Anh em y bác sĩ và các tình nguyện viên cũng gặt hái được một niềm vui, hạnh phúc và sự bình an. Các vị ấy chia sẻ rằng là trong cuộc đời làm bác sĩ cũng đã đi khám rất nhiều, đi lo cho những người đau ốm rất nhiều. Nhưng mà khi gặp cái đối tượng này, một cái cảm giác bình an và hạnh phúc là bởi vì thấy mang lại cho họ được cái niềm vui. Và chính khi gặp gỡ thì những người thương phế binh lại trao ban sự bình an và niềm vui lại cho các y bác sĩ. Các bác sĩ cũng cho thấy rằng là cái ý thức về sức khỏe và cái sự được chăm sóc về sức khỏe gần như không có. Bởi vì cái tâm lý của những anh em cảm thấy như mình là một cái món nợ gánh nặng cho vợ và con. Cho nên một số anh cũng không muốn kéo dài cuộc sống của mình, muốn lấy rất sống của cuộc sống của. Hoặc là chỉ cần một cái quan tài, một nơi chôn cái qua đời, chứ còn không có tính đến chuyện chữa bệnh. Cho nên có vị bác sĩ nói là phải có một cái cuộc gặp gỡ và chia sẻ toàn diện, chứ không chỉ là thể lý. Thì ngày hôm nay một ngày đã trôi qua khá vất vả, khi mà số lượng tình nguyện viên lên tới khoảng trên 30 người và làm việc có thể nói là cật lực từ sáng cho đến 4-5 giờ chiều, với tất cả những cái khâu đưa đón bệnh viện, ăn uống, phục vụ, kể cả những cái mà không bao giờ đưa lên mạng, đó là phục vụ những cái sinh hoạt về bài tiết của anh em. Đó là một vấn đề cũng không phải là nhỏ, vì anh em cụt cả hai chân, có những người cụt cả hai chân. Thì cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn tất cả các anh chị em tình nguyện viên, cảm ơn các y bác sĩ đã đồng hành với chúng tôi, và chúng ta cầu nguyện cho nhau để cho công việc tốt đẹp hơn. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Thưa quý vị, để phục vụ cho buổi khám chữa bệnh lần này, có khoảng 40 tình nguyện viên phục vụ từ khâu ăn uống, đưa đi khám sức khỏe, kể cả hỗ trợ trong phần bài tiết vì có những người di chuyển rất khó khăn. Một ngày gặp gỡ trôi qua với nhiều cung bậc cảm xúc, với nhiều đợt sóng dồn dập của tình thương mến, với sự chứa chan trào tràn tình huynh đệ. Kẻ ở người về, tràn ngập niềm vui, bình an và hạnh phúc.